Chỉ số huyết áp cao bao nhiêu thì phải uống thuốc? Về vấn đề này, được bác sĩ Nguyễn Anh Quân đang công tác tại Viện Tim Mạch Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội tư vấn như sau. Trong số các bất ổn liên quan tới tim mạch, tăng huyết áp được xem là bệnh lý phổ biến nhất. Đây là tình trạng tăng áp lực của dòng máu trong tuần hoàn. Người có chỉ số huyết áp từ 140 trên 90mm thủy ngân trở lên được xếp vào tăng huyết áp. Theo nghiên cứu của Viện Tim Mạch Việt Nam năm 1960, miền Bắc nước ta chỉ có 1% số người trưởng thành từ 25 đến 64 tuổi bị tăng huyết áp. Năm 2002, con số này tăng lên 16,9%, năm 2008 lên tới 25,1%. Như vậy, cứ 4 người trên 25 tuổi có một người tăng huyết áp, gặp cả ở người trẻ và phụ nữ mang thai. Hiện nay trên toàn thế giới có khoảng 1,4 tỷ người bị tăng huyết áp, khiến 9,4 triệu trường hợp tử vong mỗi năm. Bệnh diễn biến âm thầm khi bộc lộ triệu chứng, tình hình đã rất nguy hiểm. Khi huyết áp tăng đột biến từ 180 đến 200mm thủy ngân, có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Có trường hợp đột quỵ khi vào viện huyết áp lên tới hơn 200mm thủy ngân. Bệnh nhân nhồi máu cơ tim, đo huyết áp lên tới 179-180mm thủy ngân. Tăng huyết áp gây nhiều tổn thương cho tim như phì đại cơ tim, suy tim, thận mạn tính, tắc mạch máu não, xuất huyết não, xơ vữa động mạch gây phình động mạch, tắc mạch chi. Từ trước đến nay, ngành tim mạch đều khuyến cáo người dân hãy nhớ số đo huyết áp như số tuổi của mình. Bạn có thể mua máy đo huyết áp cơ hoặc điện tử để dùng tại nhà. Khi đo, bạn dùng máy ở bắp tay tốt hơn cổ tay. Các chỉ số có thể lệch nhau trong các lần đo, nhưng bạn không nên quá lo lắng. Đo huyết áp tại nhà giúp bạn không bị tăng huyết áp áo choàng trắng, lo ngại khi tiếp xúc với nhân viên y tế, phản ánh chính xác chỉ số. Những người có mức huyết áp tâm thu lớn hơn 140mm thủy ngân hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn 90mm thủy ngân được gọi là tăng huyết áp. Khi đó họ cần phải được chăm sóc y tế. Mức báo động đỏ có khả năng dẫn đến đột quỵ rất cao là huyết áp tâm thu từ 180mm thủy ngân trở lên hoặc là huyết áp tâm trương trên 100mm thủy ngân.